Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ngày ghé giao lưu tham khảo một siêu phẩm cẩm thị nhà mình nhé. Cây này là hàng siêu khủng luôn. Cây này đế đẹp luôn nha mình. Đế trải nổi đẹp luôn nha. Cây cực kỳ già luôn. Cây này thuộc dạng hàng hiếm nha. Cây này thì nó có tổng hoành, em đo cái chân đế này nha. Tổng hoành cái chân đế này là 500. Còn ngay cái hoành eo này nè là 210. Còn chiều cao em đo tính từ cái mặt bầu nha, mà tên mót tới cái đầu thân chính cao tên đó. Cái đầu thân chính cao tên đó là 2m8 nha. Đang nằm cái bầu ươm có chiều dài nha. Có chiều dài là 220. Rồi cái này thì nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ý coi nhà ý thì liên hệ iBox nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nhà mình. Nói chung cây này cũng thuộc dạng hàng khủng nha mình. Hàng khủng nha. Cây này đế này. Cái này giờ nói chung nó cũng nhạy cảm về giá cả. Tùy theo vị trí địa chỉ của cả nhà mình nữa. Để nhà vườn báo cái giá bao ship nha. Hàng này là hàng khủng VIP luôn nha mình. Cây này nuôi lâu lắm rồi. Đế này. Đế trải này. Cái này là hàng VIP nha mình. Khủng luôn nha. Cây đang rất chi là sung tốt luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha. Cây này đế gần gút luôn. Cây rất là lão nha. Nhà mình ở xem tham khảo luôn. Cái hoành hoành chân đế là 500 nha. Em đo phong phỏng là 500, còn hoành eo là 210. Cao tính từ cái mặt bầu nha. Mà lên tới cái đầu thân chính đây nè nhà mình là 280 nha. Đang nằm cái bầu ươm dài nhất là 220. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hàng cẩm thị kim cương đen nha. Cây này thuộc dạng hàng khủng nha mình. Nếu được duyên ý thì liên hệ iBox nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nha nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị VIP khủng nha mình nha. Cây này một cốt nha mình. Đây, liền cốt hết nha. Cây này nói chung bán thành phẩm rồi. Cổ tay luôn nè. Cái tay chì nè. Cây nhà vườn mới xuống lá làm chi cành rồi lại này. Cho nó gọn gàng. Cây này quá VIP nha. Rất là già luôn nha mình. Cốt nè, quá dữ luôn. Cây này có mã số là 790. Có tổng số đo hoành gốc là 175. Cây cao tính từ đây nha mình nha. Lên mót đầu là 160. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 130 nha. Cây này quá VIP rồi. Nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ưng ý có nhà ý thì cứ việc iBox cho nhà vườn. Liên hệ theo số điện thoại là 0366169369 nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Cẩm thị kim cương đen, gấu đen. Cái này hàng VIP rồi. Mấy cái hàng này là hàng dự trữ. Giờ up giao lưu với nhà mình nè. Đánh đổi thời gian nhà mình nha. Đánh đổi thời gian. Có mấy cái tay như thế này. Mất khoảng thời gian rất là lâu luôn. Cây quá già luôn, quá cổ luôn. Mình xem tham khảo nha. Quá khủng à. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Cái này quá là ok luôn nha. Hợp viên ưng ý thì cứ liên hệ với nhà vườn. Giờ mấy cái hàng này nha. Nếu mà giao lưu với nhà mình thì
Siêu Việt cẩu Ba Lan rồi lên nổi thôi. Hàng quá khủng rồi. Đây còn một cặp nha mình nha. Đây một cây này. Một cây. Và đây một cây nữa này. Và hai cây. Hai cây hai gốc là tuyệt vời luôn. Hai cây này là hai bên nhà luôn nha mình. Rất hợp phong thủy luôn. Mình xem tham khảo nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị kim cương đen nha mình. Cây này rừng liền cốp hết nhà mình nha. Liền hết nha. Đây. Nhà vườn vô dây định hình cái form rừng trên thân cho em nó nha. Cụm này tầm 40 kg nha mình. Cũng khủng nha. Cái này có mã số là 629 nha. Có số đo tổng hoành cái bệ này là 214 nha mình. Cây cao tính từ cái mặt bầu ươm nha. Mà lên tới cái đỉnh ngọn kia là 92. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 85 nha mình. Cây này nhà vườn cũng đang dần này, dần đế này. Dần đế nuôi tầm 18-20 rồi. Cây này đế cũng rất là đẹp nha mình, đế mỏng nha. Rồi cây này nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ưng ý, có nhà ý thì ai bóc liên hệ với nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nha mình. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Nhà mình xem tham khảo nha. Lũ này, lũ thép nhà mình nha. Liền bể hết nha. Này, mặt vô đây nguyên một tấm lũ luôn. Lũ thép đó nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây đang bắn lọc non rất là khỏe đó nha mình. Nhà mình xem tham khảo, nếu được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Mình về mình sưu tầm nha. Nói chung mấy cái hàng phôi này săn là chỉ có hàng sót thôi, mới còn thôi. Giờ hàng lũ tấm thép như thế này cũng rất là hiếm nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Bệ này cũng rất là khủng luôn nha. Lũ này. Cụm này rất là già luôn. Rồi mã số 629 nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ưng ý, coi nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nha mình. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Chúc cho cả nhà mình xem tin vui vẻ, ngày mới an lành luôn nha. Rồi nhà vườn chào cả nhà mình luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị VIP khủng nha mình nha. Cây này bán thành phẩm rồi. Cây này hàng VIP nha. Đây nhà vườn muốn xuống lá định hình lại một lần nữa cho nó nè. Cây này liền cốt hết nha mình nha. Liền cốt luôn. Cây rất là già. Còn mấy cái cổ tay này, cổ chi nè. To hết rồi mình. Cây này mất một khoảng thời gian cũng rất là lâu nha mình. Để được như thế này nha. Nói chung cũng 70% rồi. Mình xem tham khảo nha. Cây này có mã số là 786. Có số đo tổng hoành gốc là 150. Cây cao là 170. Tính từ cái mặt chậu nha mình nha. Mặt chậu lên tới ngay cái đỉnh đó nha. 170. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 110 nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên ưng ý, có nhà ý thì cứ việc ai bóc nhà vườn theo số điện thoại là 0366169369 nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này nếu mà giao lưu được thì chỉ có đi cẩu. Cẩu Ba Lan được luôn. Cây này rất là nặng. Nội cái đôn nuôi nè. Cái chậu nuôi này cũng rất là nặng rồi. Nhà mình xem tham khảo nha. Vàng đế nè. Liền hết nha mình nha. Rồi, trải nè. Quá dữ luôn nha.
Nói chung cấm thị mà giờ còn cái hàng này rất chi là VIP rồi, quá khủng rồi nha mình. Rất là lực cây luôn, đế nữa móc đầu luôn nha mình. Cây này về nhà mình có sân vườn nào rộng rộng nữa là tuyệt vời luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cổ tay to. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình, gấu đen. Thôi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu được duyên hợp ý, có nhà ý thì cứ việc ai bóc ở nhà vườn theo số điện thoại là 0366169369 nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị nha mình nha. Cụm này rất là VIP luôn nha mình. Lũ thép đó nha. Mặt tiền lũ thép này. Lũ thép âm thân nha mình nha. Cái bệ này là nó liền hết nha mình. Cây nhà vườn dựng form rừng trên thân nha. Lọc non đang đâm ra này. Rất là khỏe luôn. Cẩm thị kim cương đen nha mình. Cây siêu già luôn. Cây này có mã số là 626 nha. Có số đo tổng hoành, tổng hoành cái bệ này là 175 nha. Tính từ hết cái hoành này luôn nha, hoành tròn tổng thể luôn nha. Cây cao tính từ cái mặt mặt bầu nha và lên tới cái đỉnh, đỉnh ngọn nha là 68. Đang nằm cái thùng xốp nuôi là 85 x 33 nha mình. Rồi nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ưng ý, có nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn theo số điện thoại là 0366169369 nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Cụm này rất chi là VIP luôn nha mình. Về nhà mình lên cái chậu khác mỏng mỏng cho nó là tuyệt vời luôn. Đây. Đế mỏng nha mình nha. Đế mỏng thôi. Cây này nuôi thuần chậu rồi. Đây. Rễ này. Cây này lên này, bao rễ luôn. Lọc non đang bắn rất chi là khỏe luôn nha. Lũ này. Nguyên một bệ lũ mặt tiền luôn. Rất là đẹp luôn nha. Nói chung mấy cái hàng này săn phôi lâu lâu mới gặp thôi. Rồi mình xem tham khảo nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Rồi mình xem tham khảo luôn. Nếu được chị ngân ý thì rước em nó về mình sưu tầm luôn nha. Rồi mã số 626 nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ưng ý, có nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nha mình. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Chúc cho cả nhà mình xem tin vui vẻ, ngày mới an lành luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị VIP cho mình nha. Cây này liền cốt nha, đế mỏng, đế trải luôn nha. Cây này mới được vô dây định hình nha mình. Cây này có mã số là 213 nha. Có tổng hoành gốc em đo này là 188 nha. Cây cao tính từ cái mặt bầu này mà lên tới cái đỉnh này nha, tầm 60. Đang nằm cái bầu ươm là 110 nha mình nha. Rồi cây này thì nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ý, nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nhà mình. Số này cũng là số Zalo của nhà vườn luôn nha. Nói chung cây này hàng rất chi là tương lai luôn. Đế liền hết nha. Mỏng. Móc đầu nhỏ luôn nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Để em quay lại xung quanh cái mặt đế cho nhà mình xem này. Đây. Đế rất là mỏng nha. Mình xem tham khảo luôn. Cây đường cái bộ đế rất là mỏng. Cẩm thị nha mình nha. Tên gọi khác là kim cương đen. Cây cực kỳ già luôn nha. Nói chung mấy cái phôi này được anh em đi săn cũng nói chung là lâu lâu mới gặp thôi. Những cái hàng này hàng sót thôi nha mình. Giờ phôi cẩm mà được mấy cái phôi VIP VIP này cũng rất là hiếm rồi.
Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rồi mã số 213. Nhà mình tham khảo được viên ý thì inbox nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nhà mình. Số này cũng là số Zalo của nhà vườn luôn nha. Nói chung hàng này thì em báo cái giá nó bao ship theo từng cái địa chỉ của nhà mình luôn nha. Trước tiên thì nhà mình cứ xem tham khảo vui vẻ nha. Nếu được duyên thì cứ inbox nhà vườn. Rồi nhà vườn thân chào cả nhà mình luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này hàng quái nha mình nha. Lụa thép âm thân nha. Cây cũng được vô dây 1-2 nước rồi. Cây này có mã số là 189 nha. Có tổng hoành gốc em đo là 130. Riêng cái thằng lớn này là 70 nha. Còn cây cao là 73 tới đỉnh nha. Tính từ cái mặt ươm. Đang nằm cái chậu là 77 x 55 nha mình. Rồi cây này thì em xin giao lưu nhanh luôn nha. Là 5,5 triệu em bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Bao ship không chậu nha mình. Cẩm thị kim cương đen nha. Này, lụa thép âm thân nha. Lụa này, lụa nó chảy nè. Móc xuống đây luôn. Rồi mình xem tham khảo luôn nha. Nếu được duyên ý thì rước nó về mình sưu tầm luôn. Cây thì nuôi cũng tầm 2-3 năm rồi. Rồi mình an tâm luôn. Về mình lên cái chậu mới chăm nó nữa ok thôi. Rồi mã số 189 nha. Em xin giao lưu nhanh. Là 5,5 triệu em bao ship không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này cũng vô dây định hình hết rồi nhà mình. Này, của chị nuôi nè, to bằng tay cái luôn. Cây này có mã số là 972 nha. Có số đo hoành gốc là 77. Cây cao tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh là 66 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 46 nha mình. Rồi cây này em giao lưu là 2,5 triệu em bao ship không chậu nha. Mình xem tham khảo luôn. Cây này đế nở mót đầu nhỏ luôn nha. Về nhà mình lên cái chậu chăm nó nữa là ok thôi. Tay cành làm hết rồi nha. Về lên cái chậu thay áo chăm nó nữa là ok thôi. Nếu được duyên ý thì rước chăm nó về mình sưu tầm luôn cả nha. Một cây cẩm thị nha. Rồi mã số 972 nha. Giao lưu nhanh luôn là 2,5 triệu em bao ship không chậu nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này cũng bán thành phẩm nha mình. Cây này liền đế hết nha. Liền đế móc đầu lũ thép quách luôn. Lụa thép âm thân nha. Đầu nhỏ luôn nha. Tay chi nuôi nè. Muốn bằng ngón tay cái luôn. Cái này có mã số là 973 nha. Có số đo tổng hoành là 128 nha mình. Cây cao tính từ cái mặt chậu nha. Mà lên tới đỉnh là 70. Đang nằm cái cây nuôi mà trồng tròn này nha. Là 90 x 55 nha mình. Rồi cây này em giao lưu là 4 triệu bao ship không chậu nha. Mình xem tham khảo luôn. Cây này hai người bê nặng á nha mình. Cây này hàng cốt nặng nha. Cây này bán thành phẩm rồi. Cây này về nhà mình lên cái chậu mới cho nó nữa là ok thôi. Khỏi suy nghĩ luôn. Cây rất là lực nha. Này, cây này form lùng lực nha mình. Cây cực kỳ già luôn. Tay chi mà nuôi này. Rất là to nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Mình xem tham khảo nếu được duyên ngân ý thì rước em nó về mình sưu tầm luôn. Cái này về chỉ việc lên chậu nữa thôi. Hey, liền hết nha. Cái này cũng bán thành phẩm rồi. Mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 973 nha. Giao lưu nhanh là 4 triệu bao ship không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu với cả nhà mình là một cây cẩm thị kim cương đen nha. Cây này nó liền cốt hết nha mình.
Nhà vườn cũng nuôi vô dây tây cành hết rồi. Đây, cổ chì mà nó to nè, muốn bằng cổ tay mình luôn. Cây này cực kỳ già luôn nha. Cái này form đùng lực. Đây, nó lên một cái mái cực kỳ đẹp luôn, rất là đều luôn nha. Cây này có mã số là 975 nha. Có tổng hồn nhà vườn đo là 170. Cây cao tính từ cái mặt bầu này mà lên tới cái đầu chính nha, là 90 nha mình. Cây có cái bộ tán rộng nha, là 130. Còn cây đang nằm cái bầu đất rin luôn nè nhà mình, còn bầu đất rin luôn nha, là 70 nha. Rồi cây này thì nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ý coi nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nha mình. Số đó cũng là số Zalo của nhà vườn luôn. Nói chung là cây này thì cái chi phí ship mỗi nơi nó mỗi khác nha mình, nên nhà mình ai bóc riêng nha, để em báo cái giá bao ship cho nó chuẩn luôn. Nhà mình là xem tham khảo nha. Cây này tầm 4 người khiêng nặng nha mình, hàng cốt đặc nha. Đây, cốt đặc liền luôn nha, mình là xem tham khảo. Cây cực kỳ già luôn nha mình. Cây này về nhà mình mà có cái sân rộng rộng nữa, lên cái chậu mới dâm nó nữa, rất chi là hoành tráng luôn. Cây mót đầu luôn nha. Cây nuôi lâu rồi, thùng chậu rồi, mình an tâm luôn. Cây này nếu mà thật sự mà có duyên giao lưu với nhà mình thì nhà vườn sẽ chắc cố gắng đưa em nó vào cái lồng sắt luôn, cho nó bảo vệ cái dàn chi xương này nó cho nó an toàn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rồi mã số cây này là 975 nha mình. Rồi mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Thì số điện thoại là 0366169369 nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen nha. Cây này hàng VIP luôn nha mình, hàng sưu tầm nha, lũa thép quách âm thân nha. Này, lũa thép luôn, nguyên một mảng lớn luôn nha. Cây đang cắt giật này, mà bung lọc này, rất là khỏe luôn. Cây này hàng tương lai nha. Cây này có mã số là 957 nha. Có số đo tổng hoành gốc là 96. Cây cao tính từ mặt chậu mà lên tới cái đỉnh đây nha, là 46 nha. Cây có cái tàn cái chiều phóng nha, ngang là tính từ điểm này qua bên điểm bên đây là 70. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 55 nha. Rồi cây này thì em xin giao lưu nhanh là 5 triệu bao ship nha. Một cây cẩm thị lũ quách âm thân. Cây này rất là quái luôn. Cây này hàng tương lai nha, hàng sưu tầm nhà mình. Ở đây nó có một cái chân rễ ri ra này, mà nó sung quá, nó bây giờ nó nứt luôn nè. Cây này hàng quái nha mình, hàng đáng để sưu tầm nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Wow, cây du hình cực kỳ là bắt mắt luôn. Ở ngoài nhìn còn phê hơn nữa nha mình. Đây, đủ này. Cây đang đâm lọc này, xé lọc này. Nếu mà cây này giao lưu với nhà mình, nhà vườn sẽ rút ra khỏi cái chậu này nha. Rồi, chậu này chậu nuôi xi măng, nhà vườn sẽ thay vào đó là một cái chậu nhựa, mình gỡ đi cho nó an toàn hơn. Mình xem tham khảo luôn. Hàng này là hàng VIP cho mình nha, hàng đáng để sưu tầm luôn, hàng tương lai luôn. Ngày này về nhà mình lên cái chậu mới thay áo chăm nó nữa, tuyệt vời luôn nha. Lũ quách VIP luôn. Rồi mã số 957 nha, em xin giao lưu nhanh là 5 triệu bao ship cây cẩm thị này nha, kim cương đen nha mình. Rồi nhà vườn em xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen nha mình. Cây này liền cốt hết cho mình nha, cây thì cực kỳ già luôn. Thì nhà vườn nuôi cũng đang cắt giật này, mấy cái đầu cắt giật này rất là to luôn nha. Cây rất chỉ là sung tốt luôn. Cây này hàng VIP cho mình nha. Cây này có mã số là 934 nha. Có tổng hoành nhà vườn đo là 90. Cây cao là 55 tính từ mặt chậu mà tới cái đầu thân chính nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 45.
Rồi cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha, là 3,7 triệu bao ship không chậu nha mình. Mình đã xem tham khảo luôn. Cây này hàng tương lai nha. Nước già này, cực kỳ già luôn. Móc đầu nhỏ luôn nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu, cái form cây nó ra rất là chi là tuyệt vời luôn. Này, cổ tay chi này. Rất là côn nút luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cẩm thị nha mình nha. Tên gọi khác là kim cương đen. Liền hết nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Cây rất chi là xung tốt nha. Cây này là dùng núi Khánh Tường của Phan Rang nha, Ninh Thuận. Cái dùng này đặc biệt là nước da cực kỳ già, đen và đẹp nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 934 nha. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,7 triệu bao ship không chậu nhà mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị quái nha mình nha. Cây này cực kỳ quái luôn. Cây thì siêu già luôn nha. Cây này có mặt lũ này, lũ thép luôn nha mình. Cây này được vừa dây tây cành hết rồi. Cây này có mã số là 894 nha. Có tổng cái hoành cái chân rễ này thì nhà vườn đo là 74 nha. Còn ngay chỗ cái eo này là 55. Còn chiều cao tính từ cái mặt chậu nha, mà lên tới cái đỉnh ngọn đây luôn là 64 nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 40. Rồi cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha, là 2 triệu bao ship cho mình. Cây này rất chi là VIP luôn. Cây cực kỳ quái luôn nha mình. Cây rất là già luôn nha. Này, cây có dàn chân rễ nôm này. Cây nuôi lâu rồi nhà mình yên tâm luôn. Cây mới spa vừa dây giam nó này. Chuẩn bị đón lọc non rất chi là mê luôn nha. Cây cực kỳ già nha. Lũ này tuyệt vời luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Cái này về nhà mình giúp việc lên cái chậu mới chăm nó nữa là ok thôi. Cây cực kỳ quái luôn nha. Rồi mã số 894 nha. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 2 triệu bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo, nếu được duyên ngân ý có nhà ý thì rước em nó về mình sưu tầm luôn nha. Cẩm thị kim cương đen nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này một cốt nha mình nha. Cây này cực kỳ sung luôn. Cây này mới lên chậu giống nó mà cực kỳ sung luôn nha. Cây này có mã số là 971 nha. Có số đo cái hoàn này là 96 nha. Cây cao là 83, tính từ mặt chậu mà lên cái đầu chính chỗ đây nha. Đang nằm cái chậu hoa nuôi là 70. Rồi cây này thì em giao lưu nhanh luôn là 4,7 triệu bao ship nha, không chậu nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này cốt lắc đẹp nha. Cây này tầm 2 người bê nặng tay nha mình. Hàng cốt là cực kỳ nặng nha. Cái này cốt đặc luôn nha mình. Cây cực kỳ già luôn. Mình xem tham khảo nha. Lắc rất là duyên luôn nha. Đây, lượng này. Mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Nếu được duyên ngân ý thì rước em nó về mình sưu tầm luôn. Ở chỗ đây thì nhà vườn xử lý nè, nó đang kéo da luôn nha. Rồi mã số 971 nha. Giao lưu nhanh là 4,7 triệu bao ship nha, không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này form thiên nhiên nha mình nha. Cây này liền cốt, rừng liền cốt nha. Đây, phôi đang cực kỳ sung tốt luôn nha mình. Đây, rất là sung luôn nha. Tất cả các đầu chi sống hết luôn nha.
Cây này có mã số là 82, có tổng hoành là 160. Cây cao tính từ mặt bầu này mà lên tới cái đỉnh đây nha là 126. Đang nằm cái bầu đất rin là 80 x 50 rộng nhất nha mình nha. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 5 triệu bao vận chuyển nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hàng này về nhà mình chỉ việc lên chậu thêm chất trồng nữa là ok thôi. Dưới đây thì nó có một cái hốc lũa nha mình nha. Cái hốc lũa này. Cây cực kỳ già luôn nha. Nói chung hàng cẩm thị, hàng phôi mà giờ còn như thế này gọi là hàng sót hay mình nha. Cái này đầu lũa này. Tất cả các đầu đều sống hết luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này về mình thích thì mình để mình làm mấy cái chóp cũng rất là ok nha. Mấy cái chóp nhỏ 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 xuống nè. Ok luôn. Cây cực kỳ dài nha. Cây này nói chung mà đóng hàng gửi đi thì tiền ship cũng rất là cao nha mình. Cây này tầm 3 người khen bê nặng nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Cây cực kỳ sung luôn nha. Cây này nếu mà giao lưu với nhà mình thì nhà vườn sẽ chắc cắt bớt mấy cái chi mà nó dài dài nha mình. Cho trong quá trình vận chuyển mình gửi đi nó đỡ mất sức cây. Đây, nhà mình đã xem tham khảo nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Cây đầu chính này có cái hốc lũa nha. Hốc lũa này. Rồi mã số 82 nha. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 5 triệu bao vận chuyển nha mình nha. Cho một cây cẩm thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này hàng siêu quái luôn cả nhà. Cây này hàng lũa thép nha. Lũa thép này. Cây này cũng đang vô dây định hình nha. Cây này có mã số là 87 nha. Có tổng hoành cái bể này em đo là 125. Còn cái hoành ngay cổ đây nha là 45. Cây cao là 54. Tính từ mặt chậu lên tới đầu thân chính nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 66 x 40 nha. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 3 triệu rưỡi bao ship không chậu nhà mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một cây cẩm thị hàng quái nha. Hàng siêu lũ luôn. Lũ là lũ thép nha mình. Cây này cực kỳ quái luôn. Rất là côn nút cây nha. Cây thì hàng nuôi thuần lâu rồi nhà mình yên tâm. Rễ này. Trồi lên mặt luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn. Rước em nói về mình sưu tầm luôn nha. Xem tin vui vẻ luôn. Cẩm thị nha mình nha. Cây rất là quái. Cây này về mình lên cái chậu VIP cho nó là ok luôn. Hàng tương lai nha. Rồi mã số 87. Em xin giao lưu là 3 triệu rưỡi em bao ship không chậu nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này hàng quái nha mình nha. Hàng sống khỏe nha mình. Cây đen rất chi là sung tốt nha. Cây này có mã số là 91. Có tổng cái hòn em đo là 130 nha. Cây cao tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh là 55. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 50 nha. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 3 triệu rưỡi em bao ship không chậu nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây cổ tay rồi này. Rất là côn nút luôn nha. Hàng lũa nha mình. Hàng lũa thép nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu mới thay áo cho nó nữa là ok luôn. Cây này form cây rất là tương lai nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Rất là quái nha. Cái đầu này thì khô lũa nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Em quay mặt sau cho mình xem nha. Mấy cái cổ tay rất là côn nha. Hàng thì hàng nuôi sống khỏe lâu rồi nhà mình an tâm luôn. Về nhà mình lên cái chậu mới cho nó là ok thôi. Rất là côn nút nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ý thì rước em nó ủng hộ nhà vườn nha. Rồi mã số 91 nha. Em xin giao lưu là 3 triệu rưỡi em bao ship nhà mình. Cây này mà
rút ra khỏi chậu, một người cũng bê nặng tay ở nhà mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này cực kỳ già luôn cả nhà. Cây này lũ thép âm thân nha, lũ vách luôn nha. Đây, rất là già. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Cây này có mã số là 93, có tổng hoành em đo là 60 nha. Cây cao là 64 tới cái đầu thân chính nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 45 nha mình. Rồi cây này thì em xin giao lưu nhanh nha, là 1,6 triệu em bao ship không chậu nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này thì hàng nuôi thuần lâu rồi. Đây, đang cắt giật này. To ngón tay út luôn nha mình. Đây, rất chi là sung nha. Cây cực kỳ già luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Lũ này, nó quách nam thân lên mót tới đây luôn nha. Cây thì nước da này, cực kỳ già luôn. Để em quay mặt sau nhà mình xem này. Rất là già cây nha. Ra mấy cái bạch nu luôn nha. Mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Rất là già. Cái nước da của nó này, nó xù xì nhìn như da con cá sấu luôn nha mình. Cái này mình tưới nước lên nữa là rất là đen nha. Cẩm thị thì đẹp nhất là khi cái màu đen hiền bí nó, khi mình tưới nước nha, rất là đẹp luôn. Nhà mình xem tham khảo nha, nếu được duyên ý thì rước ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 93 nha, em xin giao lưu là 1,6 triệu bao ship không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này có cái dáng quăng nhân cực kỳ duyên luôn nha mình nha. Cây này hàng sống khỏe nha mình. Đây. Cây còn bờ gốc riêng luôn nha. Tủ thép âm thân luôn. Cây này có mã số là 115 nha. Có cái hòn em đo, hòn chỗ tay em chỉ là 23 nha. Cây cao là 135 tính từ cái mặt chậu nè, mà lên tới cái đầu tính từ đây nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 45 nha mình. Rồi cây này thì nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ưng ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha, theo số điện thoại là 0366169369 nhà mình. Số đó cũng là số Zalo của nhà vườn luôn nha. Một cây cẩm thị có cái dáng quăng nha, cực kỳ duyên luôn nha mình. Cái đầu này, cây rất chi là sung luôn. Lũ thép nha mình nha, lũ thép nè. Cái này nếu mà có duyên giao lưu thì em sẽ cố gắng em gửi luôn cái chậu luôn nha, cho cây nó được an toàn. Nói chung gửi luôn cái chậu thì chi phí nó cao. Thân co lắc này, rất là duyên luôn nha mình. Cây này đánh cành rơi xuống nữa là tuyệt vời luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nha. Rồi mã số 115 nha, nhà mình xem tham khảo, nếu được duyên ý có nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nhà mình. Số đó cũng là số nhà Zalo của nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Cái này hàng mới khai thác về nhà mình nha. Cây bầu rất rinh luôn nha, liền cốt, cây cực kỳ già luôn. Cây này có mã số là 116 nha. Có tổng hoành này em đo là 110. Cây cao là 45 tính từ mặt chậu mình lên tới cái đỉnh nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 55 nha mình. Rồi cây này thì em xin giao lưu nhanh luôn nha. Là 3 triệu ba vận chuyển nha mình, không chậu nha. Cây này cực kỳ già luôn, duyên cây nha. Cây này hàng cốt nha mình, bầu rất rinh. Mình xem tham khảo luôn. Cây rất là lực nha. Cây này hàng phôi tương lai nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nha mình nha. Tên gọi khác là kim cương đen. Cây này về nhà mình lên chậu thêm chất trồng chăm nó nữa là ok thôi. Tại hàng này cũng mới khai thác về thôi. Mới lên chậu được 1-2 hôm đây thôi.
xem tham khảo nha. Nếu được gì đồng ý thì rước về mình sưu tầm luôn. Rồi mã số 116 nha, Zalo là 3 triệu bao vận chuyển không chậm nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo Zalo một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này có form tàn thiên nhiên cực kỳ già luôn nha mình, con nút luôn nha. Ở đây có cái cổ tay nè, rất là cơ bắp luôn. Cây này mới sờ ba lại dám nói nha. Cây này có mã số là 118 nha. Có tổng hoành cái thân này là 50 nha, 55. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu nha, mà lên tới cái đỉnh ngọn nha là 90. Cây có cái form tàn nha, form tàn là 100 nha mình, 100 nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 75. Rồi cây này thì nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ưng ý coi nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366169369 nha mình. Một cây cẩm thị có form tàn VIP luôn nha mình. Vàng tay của nó này rất là côn luôn, rất là côn nha. Em này mới được sờ ba lại nè, cây cực kỳ già luôn. Đây có cái cổ tay này rất là quái luôn, cò quái luôn nha. Rồi giờ mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ý thì ai bóc nhà vườn theo số điện thoại là 0366169369 nha. Phong tàn cực kỳ duyên luôn, cẩm thị nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo Zalo một phôi cẩm thị kim cương đen. Cây này hàng phôi mới về sống khỏe nha mình nha, liền cốt, liền cốt hết nha, nguyên nguyên khối luôn, đế mỏng luôn nha. Cây rất là lực cây. Cây này có mã số là 27 nha. Có tổng hoành cái gốc em đo là 158 nha. Cây cao là 50, đang nằm cái bầu là 70 x 55 nha. Rồi phôi này thì em xin Zalo nha, là 3 triệu bao vận chuyển nha mình. Rồi mình xem tham khảo luôn, cẩm thị nha, tên gọi khác là kim cương đen. Cái này phôi cũng rất là nặng nha, tầm 2 người bê nặng nha. Đây, đế mỏng luôn, cẩm thị nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Đây phôi rất là nặng nha, rất là lực cây, đế mỏng luôn. Nếu được duyên ý thì rước em nó về mình sưu tầm nha. Rồi mã số 27 nha. Em xin Zalo là 3 triệu bao vận chuyển nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo Zalo một phôi cẩm thị kim cương đen. Phôi này lùng lực nha, đế nở móc đầu nha mình. Cây rất là duyên nha. Cây này hàng phôi mới về, nó cũng đang bung mầm sống khỏe nha, rất là khỏe luôn. Cây này có mã số là 28 nha. Có tổng hoành là 65, hoành 65 nha. Cao là 47 tới cái đầu chính nha, tính từ mặt bầu, đang nằm cái bầu ươm là 45 nha mình. Rồi phôi này thì em xin Zalo là 1 triệu tư em bao ship nha. Phôi này rất là lực cây. Cây này về nhà mình lên cái chậu sửa dán lại cho nó một xíu nữa là cái cây đế nở nó móc đầu cực kỳ đẹp luôn. Nhà mình xem tham khảo nha, cẩm thị nha mình. Cái này form lùng lực một cốt nha, móc đầu luôn. Cây rất là già nha. Hàng thì hàng phôi mới về nó đang bung lọc luôn. Nhà mình về chỉ việc lên chậu thêm chất trồng nữa là ok thôi. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây này đế nở móc đầu rất là duyên nha. Đây chỗ đây thì khô lũa nha. Về mình vệ sinh sạch sẽ ra là ok thôi, không vấn đề nha. Rồi mã số 28 nha, em Zalo là 1 triệu tư em bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin Zalo cả nhà mình là một phôi cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Phôi này form thiên nhiên mới về nha mình. Cái này form một cốt lùng lực, đế trải 24 giờ luôn nha, bầu rất rinh. Cái này thì có mã số là 220 nha. Có tổng hoành cái gốc đo là 85, cây cao tính từ cái mặt bầu rinh này mà lên tới đỉnh tầm 50, đang nằm cái bầu đất rinh nha.
là 50 nha mình. Rồi phôi này thì em giao lưu là 1,7 triệu bao ship nha. Phôi này một người bê rất là nặng luôn, gồng đầu luôn nha mình. Đây, cây này hàng cốt đế này, rất là lực cây luôn. Cây này về nhà mình chỉ việc xử lý cho nó gọn lại chút xíu nữa, và xử lý mấy cái mặt cắt mình thu gọn lại nữa là ra cái cây rất là lực, rất là mót đầu nha. Nhà mình xem tham khảo để em quay cái dàn đế này. Đây, đế trải luôn nha, đế cũng rất là mỏng nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, cẩm thị nha mình nha, tên gọi khác là kim cương đen. Cây này về nhà mình xử lý mấy cái mặt cắt này cho nó gọn, nó thu cây vô rất là lực luôn, lên cái chậu nữa là ok luôn nha. Rồi mã số 220 em xin giao lưu là 1,7 triệu em bao ship phôi này nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.